rồi. Trời ơi, dễ thương chưa? Em biết được tiếng Việt luôn hả? Em biết được tiếng Việt luôn á chị. Ờ, giỏi quá à. Em vừa đi Thái Lan về. Cái này là đi từ Thái Lan về luôn hả? Qua Thái Lan về. Nói tiếng Thái luôn nè. Đúng rồi, bán apple juice luôn. Ok, cảm ơn. Mà trong này còn có thêm cả dầu cọc với là đổ hút mũi cho hai anh chị nữa. Nói chung là tiếp xúc cho một viên mặt bảy mà mấy anh chị đi Singapore với mọi người cũng đang cần có gì đó để mà giữ sức khỏe của mình nữa, đúng không? Ok. Hôm nay em sẽ đưa cho mấy cái dầu. Đúng rồi. Dầu á. Cái đau chân là rất ổn luôn nha. Dầu rồi ấy nè. Giờ đồ hít mũi nè. Đồ hít mũi. Trời. Ok rồi, anh cảm ơn. Chăm sóc sức khỏe rất là tuyệt vời của em. Sino Tour này là mình có bạn đồng hành với mình nè. Đúng rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn món quà của em đã đem từ về Thái Lan rồi đây. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Đúng rồi. Tấm lòng lớn nhất là tụi em, tại vì phim Mặt Bảy em cũng thấy đây là một phim em rất là mong muốn được xem tối nay. và sẽ đi xem lại thứ sáu này, nên thì em cũng chúc bộ phim sẽ đại thắng của phòng vé. Ok, cảm ơn nhiều. Có chuyện nhá. Ok, tối gặp lại nhá. Tối nay gặp nhá. Ok.